Khi đã vô rạp thì điều đầu tiên tìm ghế theo hàng, ngồi sai nó kém sang. Khi đã yên vị thì ngừng nói chuyện, hát sáng màn hình rồi mình tắt chuông liền. Là người văn minh thì không đạp vô ghế, không đặt chân mình lên ghế, thêm những ngồi xem thì không hút thuốc mấy má ơi. Là người văn minh mình không được mua lén đồ ăn từ bên ngoài vô chen, nên mua thức ăn trong rạp. Ai thích livestream? Hello, xin chào tất cả các bạn. Hoặc là spoil phim. Khúc này nhỏ nó chết nè. Xin mời lên phường, mình cùng biểu dương. Ai thích phim nhạc? Là phim mà nó có ca nhạc. Ngày 27 tháng 9. Xem trời sáng rồi. Sáng rồi. Ta ngủ đi thôi.